Chương 12 cách các nhà khoa học vận dụng tiềm thức. Hãy thử nghiệm một cách khoa học và nghiêm túc cho đến khi bạn chứng thực được với bản thân rằng trí huệ vô lượng của tiềm thức luôn hưởng ứng hoàn toàn với những suy nghĩ trong ý thức của bạn. Nhiều nhà khoa học sáng tạo của tiềm thức Edison nhất trong lịch sử đã nhận ra tầm quan trọng đích thực. Marconi, Einstein cùng nhiều nhà khoa học khác từng vận dụng tiềm thức để đạt đến sự thấu suốt và nắm được bí quyết sáng chế những thành tựu vĩ đại trong khoa học. Khả năng phát huy sức mạnh của tiềm thức chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu lỗi lạc. Một trong những sự kiện gây ngạc nhiên nhất minh chứng cho điều này đã từng xảy ra trong cuộc đời nhà hóa học lừng danh Petrus. Ông đã miệt mài suốt một thời gian dài vật lộn với các cuộc nghiên cứu để tìm hiểu cấu trúc hóa học của phân tử hydrocarbon benzen. Rõ ràng một phân tử benzen được tạo nên từ 6 nguyên tử hydro và 6 nguyên tử carbon. Nhưng các nguyên tử ấy đã liên kết với nhau như thế nào? Sandonis đã rất đau đầu với vấn đề đó, nhưng mọi nỗ lực của ông dường như chẳng đi đến đâu. Bỏ ra bao nhiêu công sức chính mà không tìm ra kết quả bật cho nghiên cứu của mình, cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Sandonis xếp toàn bộ vấn đề này vào tiềm thức. Không lâu sau đó, một hôm, khi ông đang đợi xe buýt đến London, thì bất chợt tiềm thức rọi vào ý thức ông một tia sáng chớp nhoáng. Trong tâm trí, Sandoris xuất hiện hình ảnh một con rắn đang tự cắn vào đuôi của nó và cứ thế quay tròn như một vòng pháo hoa nhỏ. Thông điệp từ tiềm thức này đã khơi gợi trong ông ý tưởng chuyển nghiên cứu của mình sang một chiều hướng khác. Và cuối cùng, chẳng bao lâu sau, ông đã đạt được kết quả mà ông hằng mong mỏi. Ông đã xác định được cách các nguyên tử liên kết với nhau hết sức độc đáo theo mạch vòng ngày nay chúng ta vẫn gọi là vòng Benzene. Những phát minh hoàn hảo của một nhà khoa học lỗi lạc. Nikola Tesla là một trong các nhà tiên phong xuất sắc trong lĩnh vực điện từ. Cuộn Tesla trưng bày trong các bảo tàng khoa học luôn được trẻ em yêu thích chính là một trong những phát minh của ông. Đó là một quả cầu kim loại có tích điện. Khi ai đó chạm vào quả cầu, tĩnh điện sẽ làm cho tóc người đó dựng đứng lên. Tesla cũng đã tiến hành nghiên cứu về khái niệm bức xạ. Nhưng ý tưởng của ông về vấn đề này cho đến nay vẫn được xem là một cuộc cách mạng trong khoa học. Tesla là người đã vận dụng sức mạnh của tiềm thức với niềm tin mãnh liệt. Mỗi khi nảy ra một cái ý tưởng phát minh mới hoặc một hướng nghiên cứu mới, ông lại hình dung nó thật kỹ càng trong trí tưởng tượng của mình rồi gửi gắm nó, những hình dung đó vào sâu trong tiềm thức. Ông biết tiềm thức sẽ tái dựng và cho ý thức biết về tất cả mọi điều cần thiết để có thể tạo ra sản phẩm thực tế bằng cách âm thầm suy ngẫm để có thể làm cho mọi thứ được hoàn hảo hết mức có thể. Ông không cần phải lãng phí thời gian vào việc hiệu chỉnh những khiếm khuyết phát sinh. Ông có thể trình bày trực tiếp với những kỹ thuật viên cộng sự mô hình sản phẩm đã hoàn thiện trong đầu mình. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết, lần nào cũng vậy, các máy móc do tôi sáng chế đều vận hành đúng y như tôi đã hình dung về nó trong đầu trong suốt 20 năm, hoàn toàn không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào. Một nhà tự nhiên học danh tiếng đã giải quyết vấn đề như thế nào? Giáo sư Louis Aranis của Đại học Harvard là một trong những nhà tự nhiên khoa học người Mỹ lỗi lạc nhất của thế kỷ 19. Ông đã khám phá ra sức mạnh to lớn của tiềm thức trong giấc ngủ của mình. Sự kiện dưới đây được kể lại trong tiểu sử của Aranis do người vợ góa của ông viết lại. Suốt 2 tuần liền, ông cố gắng nhìn thấu được những dấu vết của một con cá hóa thạch còn ẩn giấu trong một khối đá tự nhiên, nhưng không có kết quả. Mệt mỏi và bế tắc, ông đành gác bỏ công việc qua một bên để cho nó ra khỏi tâm trí mình. Rồi không lâu sau đó, một lần ông chợt bừng tỉnh khi đang ngủ vì tin chắc rằng mình vừa nhìn thấy con cá hiện ra với tất cả những đường nét vốn có còn lấp khuất trong khối đá. Nhưng khi ông cố lưu giữ và nắm bắt hình ảnh đó thì con cá vụt thoát khỏi tâm trí ông. Tuy vậy, sáng sớm hôm sau, ông vẫn đến vườn Zarin Tespanet, nghĩ rằng khi ngắm nghía và quan sát khối đó, thạch đó biết đâu sẽ có điều gì xuất hiện và có thể khai thông nhãn quan của ông. Nhưng vô ích, những đường nét của con cá vẫn mờ mịt như từ trước đến giờ. Đêm tiếp theo, ông lại nhìn thấy con cá lần nữa nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn. Khi ông thức dậy, nó lại biến mất khỏi trí nhớ của ông như lần trước. Với hy vọng trải nghiệm tương tự có thể xảy ra lần nữa, đêm thứ ba ông đặt cây bút chì và giờ tờ giấy cạnh giường trước khi đi ngủ. Vậy là khi gần sáng, con cá lại xuất hiện trong giấc mơ của ông. Thoạt đầu chỉ là những đường nét lờ mờ, rồi sau cùng hình ảnh ấy đã rõ nét đến độ ông chắc chắn rằng nhận diện được những đặc tính động vật vốn có của nó. Vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh trong bóng tối dày đặc, ông phác họa lại những đặc tính ấy lên tờ giấy để cạnh giường. Sáng hôm sau, ông ngạc nhiên nhìn thấy
Bản phác thảo được vẽ ra trong đêm thể hiện được đầy đủ những đường nét của con cá hóa thạch mà ông đã ngỡ như là không bao giờ có thể xác định được. Ông vội vã đến vườn Jardin d'Espagnette và được dựa vào bản phác thảo ấy, đục bỏ bề mặt khối đá để lộ hóa thạch hoàn hảo của con cá vốn bị bao bọc trong đá. Khi lộ ra hoàn toàn, con cá ấy giống hệt như hình ảnh trong mơ mà ông đã phác thảo lại, nhờ đó ông có thể dễ dàng phân loại nó. Vị bác sĩ nổi tiếng tìm ra cách chữa bệnh tiểu đường. Trong những năm 1920, tiến sĩ Frederick Banting, bác sĩ và nhà nghiên cứu lỗi lạc người Canada, đã chú tâm nghiên cứu tác hại của bệnh tiểu đường đối với sức khỏe người bệnh. Lúc bấy giờ, y học vẫn chưa tìm ra được biện pháp hữu hiệu nào để có thể kiềm hãm căn bệnh này. Tiến sĩ Banting đã bỏ ra rất nhiều thời gian làm thí nghiệm và nghiên cứu y thư quốc tế về đề tài này. Nhưng dường như mọi lối đi của ông đều đi dẫn tới ngõ cụt. Một đêm nọ, kiệt sức sau một ngày dài nỗ lực nhưng vẫn hoài công, ông đã thiếp đi. Trong khi đang ngủ say, tiềm thức bỗng mách bảo ông hãy trích lấy chất cặn trong tuyến tụy đã bị thoái hóa của một con chó. Mách bảo ấy cuối cùng đã giúp ông khám phá ra chất insulin, rồi từ đó giúp cứu chữa cho hàng triệu bệnh nhân. Chúng ta có thể nhận thấy rằng tiến sĩ Bentin đã chủ tâm theo đuổi vấn đề của ông trong suốt một thời gian dài, khao khát tìm ra được một giải pháp, một hướng giải quyết, và tiềm thức của ông đã hưởng ứng theo khát khao ấy một cách rất tự nhiên. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là lúc nào bạn cũng sẽ đạt được kết quả mình cần chỉ trong một sớm một chiều. Kết quả có thể sẽ không đến ngay lập tức, nhưng đừng vội nản lòng, hãy kiên trì đưa vấn đề đó vào tiềm thức mỗi đêm trước khi đi ngủ. Cứ như là bạn chưa từng làm như vậy bao giờ. Hơn nữa, nếu như bạn còn cảm thấy có gì đó trì hoãn trong việc tìm ra một giải pháp, có thể là bởi vì chính bạn đang nghĩ rằng vấn đề của bạn đưa vào tiềm thức là một vấn đề hệ trọng và cần phải có nhiều thời gian mới có thể giải quyết được. Điều này thực chất cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Chúng ta thường bị cám dỗ để tin rằng những vấn đề của chúng ta là khó khăn. Mà nếu không khó khăn thì chúng ta đâu còn là vấn đề nữa, phải không? Tuy nhiên, đây là lại một sai lầm cơ bản của chúng ta. Tiềm thức của bạn vốn là phi thời gian và phi không gian. Tốt hơn hết là bạn hãy đi ngủ với niềm tin mãnh liệt rằng bạn đã có đáp án ngay lúc này. Đừng tự mặc định rằng còn phải đợi câu trả lời trong tương lai. Hãy có một lòng tin mạnh mẽ, kết quả sẽ đến. Hãy mạnh dạn xác tín ngay bây giờ khi bạn đang đọc quyển sách này rằng bạn đã có một câu trả lời và một giải pháp hoàn hảo cho chính bạn. Hãy cảm nhận niềm vui và sự thư thái khi nhìn thấy trước được những thành tựu mà bạn mong mỏi. Bất kỳ hình ảnh tưởng tượng nào bạn có trong tâm thức thực chất là những điều bạn kỳ vọng hoặc dấu hiệu của những gì bạn chưa được nhìn thấy. Việc các nhà khoa học trầm tư suy ngẫm về những đền đài, những hóa thạch cổ đại có thể tái hiện sống động những cảnh tượng trong quá khứ ngay ở thời hiện tại. Trong việc này, chính tiềm thức đã hỗ trợ cho họ. Khi bạn bối rối, lầm lẫn hay hoang mang và tự hỏi mình lúc này nên quyết định ra sao, hãy nhớ rằng vẫn còn một sự dẫn dắt từ nội tâm sẽ đưa đường chỉ lối cho bạn trên mọi hành trình, mách bảo với bạn những kế hoạch hoàn hảo và cho bạn thấy con đường bạn nên đi. Các nhà khảo cổ và nhà sinh vật học phục hiện những quang cảnh cổ đại. Bạn nên biết một điều quan trọng là tiềm thức của bạn còn chứa đựng trong đó cả kho ký ức chung về một điều từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Các nhà khảo cổ nghiên cứu những di khảo cổ và vô số công cụ của con người thuộc các nền văn hóa cổ xưa có thể sử dụng nhận thức với trí tưởng tượng phong phú của mình để tạo ra những ích lợi kỳ diệu trong công việc. Tiềm thức có thể giúp họ tái dựng những quang cảnh cổ điển, khiến cho những gì thuộc về quá khứ đã lùi xa có thể hiện ra trở nên hết sức sống động. Khi xem xét những mảnh vụn của tòa nhà cổ và nghiên cứu đồ gốm, các mẫu tượng, những công cụ và các vật dụng từ gia đình, từ các nền văn minh xa xưa, các nhà khoa học có thể xác định được những vật dụng ấy đã được tạo ra như thế nào, khi nào và vì sao, thông qua ngân hàng dữ liệu chung của tâm thức phổ quát của loài người. Sự tập trung cao độ và sự hưởng ứng rất quy củ của các nhà khoa học có thể đánh thức sức mạnh ngầm ẩn trong tiềm thức, và sức mạnh ấy giúp cho các nhà khoa học có được khả năng hợp lại chính xác mái nhà cổ đã đổ nát của một ngôi nhà cổ xưa và còn dựng lại quanh đó vườn tược, hồ nước, vòi phun. Các hóa thạch động vật cổ được gắn lại những đôi mắt, gân, cơ bắp và chúng dường như có thể di chuyển, kêu gào, sống động trở lại. Quá khứ tái sinh trong hiện tại và chúng ta biết rằng tâm thức là phi thời gian và phi không gian. Thông qua sự tưởng tượng quy củ, có kiểm soát và định hướng, bạn có thể trở thành bạn đồng hành với các nhà tư tưởng có đầu óc khoa học và sáng tạo nhất mọi thời đại. Để nhận định được hướng từ tiềm thức, khi phải thực hiện điều mà bạn nghĩ là một quyết định khó khăn hoặc khi bạn không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình, hãy lập tức nghĩ về nó theo một chiều hướng tích cực. Nếu vẫn còn đang sợ hãi và lo lắng thì bạn chưa thực sự suy nghĩ. Bởi suy nghĩ đích thực vốn không e sợ bất kỳ điều gì. Đây là các bước để vận dụng kỹ thuật đơn giản nhằm nhận được sự định hướng từ tiềm thức về bất kỳ vấn đề nào. Hãy để cho tâm trí thật thanh tĩnh và thả lỏng. Cơ thể, hãy bảo cơ thể của bạn nghỉ ngơi và cơ thể bạn sẽ làm theo. Thể xác,
vốn không có ý chí, sự chủ động hay trí khôn để nhận thức, mà nó vốn là một cái đĩa cảm xúc ghi dấu những niềm tin và cảm tưởng của bạn. Hãy thật sự chú tâm, tập trung đến ý nghĩ để tìm ra giải pháp phù hợp cho vấn đề của bạn. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề bằng ý thức của chính mình. Hãy hình dung bạn sẽ trở nên hạnh phúc đến mức nào khi đưa ra một giải pháp hoàn hảo, và hãy cảm nhận tâm trạng của bạn nếu bạn đã có được câu trả lời hoàn hảo ngay bây giờ. Hãy để cho tâm trí bạn phiêu diêu trong trạng thái hạnh phúc và hài lòng, thật nhẹ nhàng thư thái rồi thả mình chìm dần vào trong giấc ngủ. Nếu khi bạn thức giấc vào sáng hôm sau mà vẫn chưa tìm được ra câu trả lời thì hãy cứ yên tâm đi làm việc khác. Trong khi bạn đang bận bịu với những điều khác, câu trả lời có thể sẽ lóe lên trong tâm trí bạn hết sức đột ngột. Để nhận được sự định hướng từ tiềm thức thì cách đơn giản nhất là chính là cách hữu hiệu nhất. Tôi sẽ kể cho bạn biết về chuyện đã xảy ra với mình. Trước kia, tôi từng đánh mất một chiếc nhẫn quý giá vốn là vật gia truyền của gia đình. Tôi cố gắng tìm kiếm nó khắp nơi nhưng không thể nào tìm ra và tôi hết sức lo lắng buồn bã. Đêm đó, tôi thử trò chuyện với tiềm thức giống như cách tôi vẫn trò chuyện với mọi người. Trước khi thiêu ngủ, tôi thì thầm với nó: "Mày biết hết tất cả mọi điều mà. Chắc hẳn mày biết chiếc nhẫn đó hiện đang ở đâu và giờ hãy cho tao biết đi." Sáng ra, khi vừa thức giấc, tôi chợt nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai, hỏi Robert đi. Thật lạ lùng là tôi nghĩ vậy. Người duy nhất mang tên Robert mà tôi có thể nghĩ ra là cậu bé 9 tuổi hàng xóm cạnh nhà tôi. Làm sao cậu bé có thể biết được chiếc nhẫn đang ở đâu cơ chứ? Tuy vậy, tôi vẫn quyết định nghe theo tiếng nói của trực giác bên trong. Tôi gặp Robert ở sân sau nhà cậu, tôi tả lại chiếc nhẫn cho cậu bé, rồi hỏi cháu có trông thấy nó ở đâu không vậy? Cậu bé đã trả lời: "Ồ, dạ có, hôm qua chính cháu đã vô tình nhặt được chiếc nhẫn trong bụi rậm khi đang chơi trốn tìm. Cháu không biết nó là của ai nên cháu đem để trên bàn học. Cháu định treo một tấm bảng thông báo về nó nhưng rồi quên mất." Bạn thấy đấy, rõ ràng tiềm thức sẽ luôn đáp lời bạn nếu bạn thực sự tin tưởng vào nó. Tờ di chúc mất tích. Huro là chàng thanh niên đã tham dự thường xuyên các buổi thuyết giảng của tôi ở Los Angeles. Anh ta đã chia sẻ với tôi một trải nghiệm của anh ta về sức mạnh của tiềm thức. Chuyện là cha anh ta đã đột ngột qua đời và không kịp để lại di chúc. Tuy nhiên, chị anh ta cho biết cha họ từng nhắc tới việc làm di chúc và còn bảo chị rằng ông đã cố hết sức để đối xử công bằng với mọi người. Hugo nghĩ rằng nếu cha anh chết mà không để lại di chúc thì tài sản sẽ được chia theo luật định. Nhưng nếu làm thế thì có thể không đúng như nguyện vọng của cha anh. Hơn nữa, những phí tổn pháp lý sẽ làm cho tài sản của cha anh hao hụt đi nhiều. Các anh chị của anh đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không sao tìm ra được bản di chúc đó. Họ bắt đầu nghi ngờ chẳng biết bản di chúc đó có tồn tại hay không. Bây giờ Hugo bỗng nhớ lại những gì anh đã từng học về việc vận dụng sự hỗ trợ của tiềm thức. Thế là trước khi đi ngủ, anh nói chuyện với tiềm thức của mình. Bây giờ mình sẽ cho tiềm thức biết trong đầu mình mong mỏi điều gì. Tiềm thức chắc chắn biết chút thư của cha để ở đâu và sẽ tiết lộ cho mình bí mật đó. Rồi anh gói gọn cho mong muốn đó trong của mình trong một từ đáp án. Anh cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần như một lời ru thầm rồi chìm vào giấc ngủ với từ đáp án vang vọng trong tâm thức. Sáng hôm sau, Hugo thức dậy trong lòng có một nỗi thôi thúc khác thường, nhắn bảo anh hãy đến một ngân hàng nọ ở khu thương mại Los Angeles. Anh hết sức ngạc nhiên về điều này, phải chăng cha anh từng nhắc với anh về ngân hàng này? Phải chăng cha anh đã vô tình nhìn thấy một lá thư do ngân hàng gửi đến trong hòm thư của cha? Anh không biết, nhưng anh biết chắc rằng mình phải làm sáng tỏ linh cảm này. Vậy là buổi sáng hôm đó, anh đi đến ngân hàng. Cuối cùng, một viên chức ngân hàng đã xác nhận rằng có một hộp ký gửi an toàn trong hầm cất giữ ghi tên người cha quá cố của anh. Khi chiếc hộp được mở ra, anh nhìn thấy bên trong là bản chúc thư mà anh và gia đình vẫn đang tìm kiếm. Những gì bạn nghĩ trước khi đi ngủ có khả năng khơi gợi nguồn sức mạnh tiềm tàng bên trong bạn. Giả sử bạn đang tự hỏi liệu có nên bán ngôi nhà của mình hay không, mua một số cổ phiếu nào đó, kết thúc một mối quan hệ cộng tác, chuyển đến Los Angeles hay vẫn ở lại Los Angeles, hủy bỏ khế ước hiện thời hoặc ký kết một cái mới. Hãy làm thế này, ngồi im lặng trong ghế bành hoặc ngay tại bàn làm việc, trong văn phòng của bạn cũng được. Nhớ rằng luôn có một quy luật tác động và một quy luật phản ứng phổ quát trong thế giới tinh thần của chúng ta. Quy luật tác động chính là suy nghĩ của bạn, còn quy luật phản ứng chính là sự hưởng ứng từ tiềm thức của bạn. Tiềm thức có đặc tính phản ứng và phân thân, bản thân nó là bản chất tự nhiên của nó. Tiềm thức có khả năng phản ứng, đáp trả, hồi báo lại những gì nó nhận được. Tiềm thức cũng tuân theo những quy luật tương ứng và luôn hưởng ứng một cách hài hòa. Khi suy ngẫm và hành động đúng đắn, bạn sẽ tự động nhận được những phản ứng hoặc hưởng ứng từ bên trong chính mình, cũng là sự định hướng hoặc câu trả lời từ tiềm thức của bạn. Để có được sự định hướng, cách đơn giản là cứ âm thầm suy nghĩ về những hành động đúng đắn. Làm như vậy nghĩa là bạn đang vận dụng trí tuệ vô lượng trong tiềm thức đến độ nó bắt đầu hoạt động được đến bạn.
Từ đó, định hướng hành động của bạn sẽ được minh triết chủ quan bên trong bạn, vốn toàn trí, toàn thức và toàn năng, chỉ thị và kiểm soát. Quyết định của bạn nhờ thế sẽ luôn đúng đắn. Cần nhớ rằng, chỉ có hành động đúng đắn khi bạn ở trong tình trạng bức bách chủ quan, phải làm được điều đúng đắn. Tôi dùng từ bức bách vì quy luật của tiềm thức chính là sự bức bách. Bí quyết của sự định hướng. Bí quyết để có được sự định hướng hoặc hành động đúng đắn là dành hết tâm lực nghĩ về câu trả lời đúng đắn cho đến khi bạn cảm nhận được sự hưởng ứng từ bên trong bạn. Sự hưởng ứng có thể là một cảm giác, một nhận thức nội tâm hay một linh cảm choáng ngợp nào đó, mà nhờ thế bạn nhận thức được rằng bạn phải biết bạn đã vận dụng sức mạnh tới độ nó bắt đầu chi phối bạn, và khi ấy bạn không thể thất bại hoặc sai lầm khi hành động theo sự dẫn dắt minh triết chủ quan bên trong bạn. Bạn sẽ tìm thấy sự thoải mái và bình yên trong mọi cách thức và lối đi. Điểm lại những gì cần ghi nhớ. Thứ nhất, hãy tin rằng tiềm thức đã quyết định sự thành công và những thành tựu phi thường của tất cả những nhà khoa học vĩ đại. Thứ hai, bằng việc chú tâm và hết lòng tìm giải pháp cho một vấn đề rắc rối, tiềm thức đã thu thập tất cả những thông tin cần thiết và gửi nó đến ý thức của bạn một cách đầy đủ. Thứ ba, nếu bạn đang mong muốn biết câu trả lời cho một vấn đề, hãy cố giải quyết nó thật khách quan. Hãy tìm tòi và thu thập hết tất cả những thông tin mà có thể kiếm được và từ những người khác nữa. Nếu không tìm ra câu trả lời, hãy gửi suy nghĩ đến tiềm thức trước khi đi ngủ và lời giải đáp sẽ xuất hiện. Phương pháp này không bao giờ thất bại. Thứ tư, không phải lúc nào cũng có được đáp án chỉ trong một đêm. Hãy kiên trì truyền đạt mong mỏi của mình tới tiềm thức cho đến khi hừng đông ló dạng và bóng đêm tan đi. Thứ năm, đôi khi chính bạn đã trì hoãn câu trả lời khi nghĩ rằng việc này cần nhiều thời gian và đây là một vấn đề hệ trọng. Tiềm thức của bạn thì chẳng vướng phải vấn đề gì cả, nó đơn giản là đã biết câu trả lời. Hãy tìm cách để nó cho bạn biết bí mật đó. Thứ sáu, hãy tin rằng bạn sẽ có câu trả lời ngay lập tức. Hãy cảm nhận niềm hoan hỷ của câu trả lời và cảm giác của bạn. Khi có được câu trả lời hoàn hảo, tiềm thức sẽ hưởng ứng với cảm giác của bạn. Thứ bảy, bất kỳ hình ảnh tưởng tượng nào được vun bồi bằng niềm tin và lòng kiên trì cũng được biểu lộ nhờ sức mạnh tác động kỳ diệu của tiềm thức. Hãy kỳ vọng, tin tưởng vào sức mạnh của nó và những điều kỳ diệu sẽ đến để đáp ứng khao khát của bạn. Thứ tám, tiềm thức của bạn là một kho vô tận lưu trữ ký ức, nó giữ gìn tất cả những trải nghiệm của bạn từ thời thơ ấu. Thứ chín, việc các nhà khoa học nghiền ngẫm những đền đài, những khóa thạch cổ đại và những dấu tích khác có khả năng tái dựng những quang cảnh của quá khứ sống động trong hiện tại. Tiềm thức của họ đã trợ giúp họ trong việc này. Thứ 10, hãy cho tiềm thức biết mong mỏi của bạn trước khi bạn chìm vào giấc ngủ. Hãy kỳ vọng và tin tưởng vào nó. Câu trả lời sẽ xuất hiện. Tiềm thức của bạn biết tất cả, hãy thấy tất cả và sẽ cho bạn biết miễn là bạn không được hồ nghi hay thắc mắc về sức mạnh của nó. 11, suy nghĩ của bạn chính là tác động và sự hưởng ứng của tiềm thức chính là sự phản ứng lại tác động đó. Nếu tư tưởng của bạn khôn ngoan thì những hành động và quyết định của bạn cũng sẽ đạt được những minh triết. 12, sự định hướng có thể đến như một cảm giác, một nhận thức nội tâm, một linh cảm choáng ngợp, nhờ đó bạn nhận thức rằng bạn biết, đó chính là linh giác bên trong bạn. Bạn hãy lắng nghe nó bằng một niềm tin tưởng thật hồn nhiên. Tiềm thức của bạn sẽ trả lời cho bạn thông qua nhiều cách thức khác nhau mà đôi khi chính bạn cũng không hề biết. Có thể nó sẽ đưa bạn đến một hiệu sách và chọn cho bạn một cuốn sách có thể có câu trả lời về thắc mắc của bạn, hoặc cũng có khi bạn vô tình nghe được một cuộc nói chuyện đề cập đến lời giải đáp cho khúc mắc của bạn. Những câu trả lời có thể đến thông qua vô số con đường mà đôi khi bạn không hề ngờ tới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe giọng đọc của Nguyễn Hồng Nhung.